Bây giờ anh mới chỉ là một sinh viên nghèo, anh không có nhà lầu xe hơi để dành cho em, nhưng anh có cả một trái tim anh, một tình yêu của anh. Anh có cả một tương lai ở phía trước. Tôi biết, bây giờ tôi chỉ là một sinh viên nghèo, tôi chưa có nhà lầu xe hơi. Chưa ăn xong hả con? Con đang học lời. Có bát phở thôi, cơm để trương hết cả ra thế này. Ăn nhanh lên xong rồi thay quần áo đi với bố. Con không đi đâu. Hôm nay lại cãi đấy. Con không cãi bố, nhưng mà con không muốn đi thật đấy. Bố đừng có mai mối cho con nữa được không? Cái đấy không đi về đâu đâu. Uầy, thế anh nghĩ anh với cái Trinh sẽ đi đến đâu à? Tôi là tôi không chấp nhận con bé đâu đấy. Nhưng tại sao ạ? Trinh có làm gì đâu. Trinh thì nó không có lỗi, nhưng cái nghề nó làm thì lỗi lắm. Thử đi hỏi cả thiên hạ xem có ai chấp nhận cái nghề của nó không. Tôi muốn nói bé thôi. Tôi sợ gì nó mà tôi phải nói bé. Đấy, cái ngày nó chân ướt chân ráo đến đây này, tôi trông nó cũng đàng hoàng tử tế mới chấp nhận cho nó ở. Đã thế nhá, tôi sẽ đuổi nó đi cho nó lành. Okay. Bố, bố có làm cái gì đấy? Bố cứ nghĩ là bố đuổi Trinh đi thì con sẽ thay đổi ý định của con á. Bố có nhớ không, ngày xưa nhá, bố bảo con là thi bách khoa đi, con vẫn thi điện ảnh. Ra trường bố bảo con làm văn phòng, con vẫn làm diễn viên, vẫn ổn. Thấy chưa? Tất cả những thứ mà con muốn con vẫn cố gắng đạt được ấy thôi. Đấy đấy, anh nói thế là ý gì? Con chả có ý gì cả. Tất cả những gì mà con muốn ấy, bố càng cấm con càng làm đấy. Bây giờ bố đuổi Trinh đi đúng không? Con đi với Trinh luôn. Ok. What? Anh giỏi thật đấy. Đi thay quần áo đi. Bố ơi, cái gì mà rộn rã thế nhỉ? Ôi, ra xem nào. Ôi, trời lớn ơi. Quang gentleman đấy, có bộ gì đấy? Hôm nay bảnh tỏn thế. Chị Trinh ơi! Trinh ơi! Chị Trinh ơi! Có người tìm này, chị Trinh ơi! Từ đâu như nào ấy? Rồi đây ơi! À, lên đi! Hoa đẹp nhỉ? Tặng Trinh. Nhưng mà tôi... Ôi trời ơi! Đừng nói gì cả. Để cho tôi được nói nhá. Trinh ạ, tôi có tình cảm với Trinh từ rất lâu rồi. Vì từ lần đầu gặp Trinh, tôi nghĩ rằng mình đã trúng tiếng sét. Ôi, có cái gì đấy? Trinh đừng sợ. Tôi đã có tình cảm với Trinh từ rất lâu rồi. Vì từ lần đầu gặp Trinh, tôi nghĩ mình đã trúng tiếng sét. Thiêng thế? Tình yêu trời đánh rồi. Thiêng thế nhỉ? Tôi sẽ không nói thế nữa. Trinh ạ, tất cả những gì tôi muốn nói với Trinh ngày hôm nay, bây giờ và lúc này, chỉ đơn giản là tôi yêu Trinh. Mọi người cũng có cảm giác giống tôi đúng không ạ? Chị Trinh sướng thế. Vì Trinh là một cô gái giàu lòng trắc ẩn, một người con gái đáng yêu, dễ thương, một người con gái dịu dàng. Và đó là tất cả những gì đã chôn giấu trong lòng tôi bao lâu nay. Anh không sợ bị sét đánh à? Không, vì tôi là thằng đứng thấp nhất rồi. Ôi, rụt xuống các con ơi. Kìa Trinh, Trinh đứng lên đi để tôi tỏ tình tiếp. Tôi biết Trinh là một người con gái hoàn hảo, còn tôi có rất nhiều thiếu sót. Nhưng chỉ cần là Trinh muốn thôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi tất cả vì Trinh. Eo ơi, ông này đúng kiểu bị điên ý. Bà ấy mới là người phải thay đổi. Sao ông phải thay đổi nhở? Sao vô duyên thế nhở? Có thấy người ta đang tỏ tình không? Tự nhiên lại cứ nói linh tinh vào. Muốn cãi nhau về tìm ông Hào mà cãi nhau. Vô duyên. Trinh ơi, tôi sẽ làm thật nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tôi sẽ nuôi Trinh, sẽ chăm sóc cho Trinh. Chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Trinh nhá. Trinh, nhận đi Trinh ơi.
Nhận đi. Nhận đẹp nhở. Ôi. Làm gì rồi? Trình đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi đúng không? Hết chưa? Hết rồi. Nhưng mà sai rồi. Trình phải giơ tay để tôi đeo nhẫn cho Trình chứ. Tôi nói nhanh cho nó vuông nhá. Trình đây không có tình cảm với anh. Đừng có mà ảo tưởng nữa. Mà anh không cho cái xóm này nghỉ ngơi à? Nhạc nhẽo hát hò như dở hơi ấy. Mà mọi người cũng về nghỉ đi. Hùa theo làm cái gì ạ? Tôi được miễn tiền trọ. Ông Mạnh mà chứng kiến con Trinh từ chối như thế này. Chắc ông ý phải khác xóm mình 3 ngày 3 đêm cũng hết đấy bà. Đúng. Bác ạ. Trinh à, cháu ngồi đi. Uống gì cứ gọi đi. Hôm nay bác mời. Thôi không cần đâu. Có gì bác cứ nói ạ. Cháu xem có làm được không đó. Bác chỉ muốn mời cháu ra đây để nói chuyện thôi. Cháu biết thừa là bác gọi cháu ra đây để chỉ chiết cháu chuyện hôm trước. Tính cháu thẳng, có sao cháu nói thế. Tiền trao cháu múc. Mà tiền cháu cũng trả cho nhà bác rồi. Có gì bác không nói ở nhà luôn đi còn gọi cháu ra đây. Nó cứ sai sai. Chuyện hôm trước bác quên rồi mà. Thế cháu với bác thì có chuyện gì ạ? Thôi được rồi. Bác nói thẳng nhá. Thằng Quang nhà bác ấy, nó lại có tình cảm với cháu. Nhưng mà nó lại không muốn dừng lại. Nó còn muốn tiến xa hơn nữa cơ. Nói ra chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà bác không muốn chuyện này nó xảy ra. Bác nói chuyện này mong cháu hiểu tâm tư của bác. Bác biết cháu là đứa ác khẩu nhưng mà tốt tính. Bác thì chả phân biệt kỳ thị gì đâu. Thế nên mới cho hai đứa ở trọ bao năm nay. Thế nhưng mà từ ngày cái thằng Quang nhà bác ấy, nó có cảm tình với cháu là... Thôi bác ơi, cứ lòng vòng. Bác có quyền. Bác không thích cháu thì bác có thể đuổi cháu ra khỏi nhà trọ của bác mà. Không. Tất cả mọi người ở nhà trọ của bác, bác đều coi là một gia đình lớn. Bác không muốn ai phải đi đâu cả. Cháu với cái Huyền ấy, thực lòng bác rất mong hai đứa có được hạnh phúc riêng. Nhưng bác làm cha, bác có cái ích kỷ của mình. Quang ơi, phở bố mua rồi, dậy ăn đi con. Con không ăn đâu. Này, phải ăn đi chứ. Nghệ sĩ chúng mày giờ giấc lung tung lắm. Không ăn đúng bữa, để dạ dày nó hành cho à. Kệ nó. Cứ để nó hành đi. Cứ để con chết đi là xong. Phủi phủi cái mồm. Thất tình mà chết được, nghĩa trang để hết chỗ chôn à? Đây, phở bố chót mua rồi, chịu khó ăn đi. Con mà không ăn, bố phải ăn phở trừ bữa cả ngày đấy. Này. Kệ bố, con đi làm đấy. Quang.